Thì bên em đã quay trở lại với series Mix GoJet trên kênh YouTube của Linh Kiện Store. Tiếp tục là một cái dòng sản phẩm khác của GoJet. Đây có thể được coi là cái dòng cao cấp nhất hiện tại của mã GoJet rồi các bạn. Chúng ta có GoJet D01 và GoJet D02 dành cho Android cũng như là dành cho iPhone ha. Và trên tay của mình là GoJet D01 ha các bạn. Và tại sao mình nói đây là cái chiếc mic cao cấp nhất hiện tại của thương hiệu GoJet? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui siêu mở hộp và tìm hiểu về nó ha. Rồi, mở ra như thường lệ, chúng ta sẽ có một cái hộp đựng của GoJet ha các bạn. Một phiếu bảo hành. Ở đây chúng ta còn có một cái tập hướng dẫn sử dụng nữa các bạn. Không thể thiếu, đó chính là hai cái sợi dây cáp sạc Type-C để mà chúng ta sạc pin cho cái bộ mic này để sử dụng. Cuối cùng, nhân vật chính đó chính là cái bộ mic của chúng ta. Và nhìn vào đây thì các bạn có để ý gì không? Cái hộp rất là to luôn ha. Bởi vì đây là cái bộ mic đôi, bao gồm hai cái mic ha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở ra. Chúng ta sẽ có một cái RX này, một cái receiver và hai cái transmitter, hai cái TX. Nó được đặt rất là gọn gàng ở bên trong của cái hộp đựng này ha. Tất nhiên thì cái hộp này ngoài cái việc là chúng ta có thể cất cái mic vào thì nó còn là cái hộp sạc để chúng ta sạc pin luôn ha. Thì cái hộp sạc này, cái dung lượng pin của nó gấp 3 lần cái dung lượng pin sử dụng trên cái bộ mic GoJet. Có nghĩa là cái bộ mic GoJet này thông thường chúng ta sử dụng 6 tiếng thì chúng ta có thể sạc 3 lần, có nghĩa là cái hộp sạc này có cái dung lượng chứa lên tới 18 tiếng ha các bạn. Một cái thời lượng khá là dư để mà chúng ta có thể sử dụng quay vlog hàng ngày rồi ha. Khi mà hết pin thì các bạn có thể cắm sạc cho cái hộp sạc này thông qua cái cổng sạc Type-C là xong ha các bạn. Và như thường lệ thì cái hộp sạc này nó có tích hợp cái nam châm bên trong ấy, cho nên các bạn để nè, thấy không? Khi mà chúng ta đưa cái mic xuống như vậy nè, nó không có bị rớt ra ha. Nó sẽ rất là thuận tiện trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển hoặc là mở ra chúng ta sử dụng á, thì nó sẽ không có bị rớt ra ngoài. Nhìn chung á, cái bộ dòng D này thì nó là cái bản nâng cấp từ một mic lên hai mic của cái dòng C trước đó thôi mình đã giới thiệu với các bạn rồi đó. Còn về những cái tính năng cũng như là thiết kế thì nó đều tương tự như nhau ha. Và nếu như các bạn lần đầu tiên xem video này, lần đầu tiên biết về thương hiệu Mic GoJet thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lại với các bạn một lần nữa về những cái thiết kế này cũng như những tính năng của nó ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái thiết kế đi. Đó với cái bộ mic D01 cũng như là D02 này, chúng ta sẽ có một cái RX và hai cái mic thu là hai cái TX ha các bạn, và một cái khay sạc. Đó là những phụ kiện của nó ha. Và cái RX trên cái mic không dây thì tất nhiên rồi, nó sẽ có sẵn luôn một cái jack. Đối với cái dòng 101 này thì là cái jack Type-C để sử dụng cho những cái chiếc điện thoại Android có cái cổng Type-C. Các bạn chỉ việc ghim trực tiếp vào cái chiếc điện thoại của chúng ta như vậy là nó đã nhận luôn và chúng ta có thể sử dụng để quay video rồi các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ mở nguồn cả hai cái mic này lên nếu như các bạn muốn sử dụng hai mic để mà thu âm. Chỉ việc mở lên thôi thì các bạn có thể quan sát ở cái đèn đó, nó có một cái đèn báo màu xanh và nó không có chớp tắt gì hết, nghĩa là cái mic này nó đang ở trạng thái hoạt động, chúng ta đã có thể thu âm được rồi. Trong trường hợp nó có cái màu đỏ cũng như là nó nhấp nháy cái màu đỏ, có nghĩa là nó đang ở cái trạng thái là chưa kết nối hoặc là chờ kết nối ha. Đó thì các bạn có thể reset nó lại hoặc là các bạn có thể tắt và mở lại để mà cho nó liên lại với nhau giữa hai bộ mic này để cho bạn thu âm. Cái bộ mic này, cái thiết kế của nó thì nó khá là đơn giản đó các bạn. Vẫn là một cái màu xám chủ đạo tương tự như là cái màu của cái hộp sạc. Và chúng ta sẽ có một cái logo GoJet ở phía dưới, một cái mic thu ở phía trong và một cái đèn hiển thị trạng thái. Phía sau này chúng ta sẽ có một cái kẹp ha các bạn, một cái kẹp rất là dày, rất là chắc chắn để chúng ta có thể kẹp vào cổ áo hoặc là túi áo để mà thu âm. Và phía bên thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn ha các bạn. Và bên hông thì chúng ta sẽ có một cái cổng sạc Type-C để mà sạc pin. Thì trong trường hợp mà các bạn không muốn sạc trong cái hộp sạc á, thì các bạn muốn sạc qua cái cổng sạc Type-C luôn thì vẫn có thể sạc được ha. Nhìn chung thì một cái bộ mic khá là đơn giản nhưng mà vẫn đầy đủ chức năng để mà chúng ta sử dụng. Cái RX thì nó đơn giản hơn rất là nhiều các bạn, chỉ vì chúng ta cắm trực tiếp vào cái điện thoại thôi. Bên đây thì chúng ta còn có một cái cổng sạc Type-C nè. Thì cái cổng sạc Type-C này không phải là để sạc cho cái RX ha các bạn. Cái RX này nó không cần sử dụng pin ha, mà là để chúng ta sạc pin cho điện thoại thì các bạn có thể linh hoạt, có nghĩa là các bạn vừa có thể sử dụng mic được vừa có thể sạc pin cho điện thoại được thông qua cái cổng Type-C này, khá là tiện cho chúng ta trong cái việc mà sử dụng quay video với điện thoại ha. Còn nói về những cái thông số kỹ thuật á, thì cái bộ mic này đầu tiên cái khả năng truyền sóng truyền tín hiệu của nó lên tới 20m, khoảng cách 20m là đủ để làm vlog rồi ha. Thời lượng pin thì như khi nãy mình nói, nó có thể sử dụng đâu đó tầm khoảng là 6 tiếng đồng hồ khi mà các bạn sạc đầy. Một cái thời lượng cũng vừa đủ để chúng ta có thể làm vlog một cách thoải mái. Và cái bộ mic này nó có cái chế độ lọc âm tự động, nó sẽ giúp
cho chúng ta cải thiện cái chất lượng âm thanh, lọc âm, lọc tiếng ồn nó được tốt hơn, để khi mà chúng ta nói chuyện á, nó sẽ giữ lại được cái âm thanh nó được tốt hơn các bạn. Và cái sóng tín hiệu truyền tải là 2.4 GHz, cho chúng ta được cái khả năng truyền tải lên tới 20m như khi nãy mình nói rồi đó, và nó cực kỳ ổn định các bạn. Ở trong nhiều trường hợp thì thật sự cái dòng mic này nó cũng cho được cái chất lượng và khả năng truyền tín hiệu khá là ok đó. Mình cũng đã có một vài video test rồi, thì một lát nữa mình sẽ test lại sau về chất lượng âm thanh của nó khi mà chúng ta thu âm cũng như là chúng ta quay video ở ngoài ha. Bây giờ thì mình sẽ test luôn cái chất lượng âm thanh thực tế của cái bộ mic này khi mà đi ra ngoài và quay video, để cho các bạn có thể nghe được và cảm nhận được cái chất lượng thực tế của nó ha. Rồi ok, hiện tại thì mình đã ra đường rồi ha các bạn. Đây các bạn xem ha, phía trước chính là mặt đường, có rất là nhiều xe cho nên nó sẽ có rất là nhiều tiếng ồn cũng như là tạp âm. Thì cái chiếc mic GoJet D01 mình đang kẹp cổ áo ở đây, cho nên âm thanh khi nãy giờ các bạn đang nghe là âm thanh mình đang thu trực tiếp từ cái chiếc mic này, để giúp cho các bạn có một cái góc nhìn trực quan nhất về cái chất lượng của sản phẩm ha. Rồi và mình đang sử dụng với lại cái chiếc điện thoại Samsung của mình ha các bạn. Và nếu như á, ở trong cái điều kiện môi trường như vậy mà mình không sử dụng mic để thu âm thì chất lượng của nó sẽ như sau. Rồi ok, và mình đã tháo cái mic GoJet D01 ra rồi hả, cho nên âm thanh hiện tại các bạn đang nghe là âm thanh mình thu chỉ từ cái chiếc điện thoại của mình thôi, trong cái môi trường tương tự như vậy ha. Đó, các bạn có thể nghe và có được cái sự so sánh cho mình về cái chất lượng có dùng mic và không có dùng mic thì nó sẽ như thế nào. Rồi và đây là chất lượng âm thanh ha. Bây giờ thì mình sẽ test luôn cái chất lượng truyền tín hiệu của cái bộ mic này. Cái thông số của nó như khi nãy mình nói thì cái bộ mic này khả năng truyền sóng truyền tín hiệu lên tới 20m. Thì bây giờ mình sẽ để điện thoại ở đây và mình sẽ đi sang đường và vừa đi vừa nói tiếp tục để cho các bạn có thể nghe được và biết được cái tín hiệu của nó có thực sự tốt hay là không. Và bây giờ thì mình sẽ để điện thoại ở đây các bạn và mình sẽ đi sang đường để test cái chất lượng truyền tín hiệu của cái bộ mic này. Vừa đi mình sẽ vừa nói liên tục ha, để đảm bảo cái tính trung thực của cái video test này ha. Rồi mình sẽ đi nhé. Alo, alo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alo, alo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mình vẫn đang nói chuyện ha các bạn. Đó, âm thanh vẫn đang thu từ cái bộ mic ha. Mình sẽ đi sang đường với khoảng cách mình nghĩ chắc là cũng tầm khoảng 20m đó các bạn. Đây, từ đây chắc là tầm khoảng 20m rồi. Không biết là âm thanh cũng như là tín hiệu các bạn còn nghe không ha. Mình sẽ đi lại nhé. Rồi, alo, alo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alo, alo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, alo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alo, alo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, và mình đã đi trở lại rồi ha. Không biết là âm thanh nó còn có tốt hay là không, không biết là tín hiệu thế nào, mình cũng chưa kiểm chứng được nữa, nhưng mà mình hy vọng nó sẽ tốt cũng như là đảm bảo chúng ta một chất lượng tốt ha. Như vậy là mình cũng đã test cho các bạn về cái chất lượng âm thanh của cái chiếc mic GoJet D01 sử dụng cho điện thoại Android của mình rồi ha. Chất lượng thì mình vẫn đánh giá trong cái tầm giá hiện tại của nó dưới 1 triệu đồng, thì đây thật sự là một cái bộ mic rất là ngon, bổ cũng như là rẻ, để giúp cho các bạn có thể cải thiện được cái chất lượng âm thanh thu âm của các bạn, đặc biệt là các bạn quay vlog và quay ở trong cái môi trường có nhiều tạp âm, thì đây thật sự là một cái bộ mic khá là ngon hiện tại và cũng được rất là nhiều anh em vlog, anh em TikTok đã sử dụng rồi ha. Rồi và sản phẩm này và tất cả những cái dòng mic khác của GoJet hiện tại, từ dòng A, B, C và cả dòng D này nữa, thì linh kiện store đều đang có sẵn hàng. Và nếu bạn quan tâm thì có thể liên hệ ngay cái số hotline mình đã để phía dưới. Ok, và video tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh YouTube của linh kiện store nha. Bye bye.